Chào anh em nhé. Hôm nay dẫn anh em đi xử lý một thuê bao là bị mất quang. Thuê bao mất quang này thì ở trên hệ thống là tự đẩy. Đối với cái trường hợp mà mất quang mà cái hệ thống nó tự đẩy ấy, thì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là rất có thể là dây thuê bao nó bị đứt. Và cái thứ hai nữa là cái modem nó bị hỏng. Modem nó bị hỏng trong cái tình trạng mà là cái nguồn của modem nó chỉ lên một cái đèn nguồn thôi. Đấy là hai cái trường hợp mà ở trên hệ thống là hay đẩy tín hiệu mất quang. Thì mình sẽ đưa anh em đi kiểm tra cái tình trạng thuê bao này nó bị như nào. Thuê bao này thì nó bị từ chiều hôm qua, nhưng mà cái khu này nó xa nên để sáng hôm nay mới qua xử lý. Ông qua gọi cho khách hàng rồi. Vào đây thì có một số việc nữa cho nên là phải để thời gian nó dài một chút để có thể xử lý xong mấy cái thuê bao này. Khi mà anh em đi xử lý cái thuê bao mà mất quang thì anh em chuẩn bị là anh em dùng máy đo nhé. Máy đo này, một đoạn cáp khoảng tầm 100 mét, một thuê bao, một cái thiết bị gọi là thiết bị ứng cứu thông tin, thiết bị để đổi ứng cứu thông tin đấy. Chẳng hạn như nó có bị hỏng modem thì chúng ta sẽ đổi cái con ứng cứu đấy vào. Chị ơi, nhá, hình nó nói gì không? À, bánh máy tắt đi à? Và bằng cũng cắt mất đấy. Lâu lắm không vào trong này nên không nhớ. Ở trong này thuê bao nó khoảng độ 300 thuê bao, nhưng mà nó cũng ít sự cố lắm anh ạ. Nhà này bảo là vừa mới bắn máy thì chắc chắn là bị đứt dây rồi. Đấy, 100% là bị đứt dây. Ai nhà nhỉ? Bạn ơi! Bạn ơi! Xuân kịp lại cái wifi. Wi-Fi nó nói rồi. À, bước mấy chuyến lên nhà anh. À. Vừa mới chuyện lên trên này. Cơ mít bữa mới chạm mà. À, tâm nó hóng lọng đi chăng dầu. Mới mới chuyến lên đấy. Bữa mới chuyến lên em. À, bữa hút xa. À, cái khoan đấy đó. À, cách bữa gì chứ? Hai cái dây xanh như đây, dây TV à? Dây xanh bao máy tính. À, mình dập mỡ khoan lên đi rồi. À, mình đã khỏi đi rồi. Bữa mày bành lại mài hả bác? Bành mài, bành gà lòng nha. À.
phải đi thêm cái bao này cầu nhiêu? Bánh hết nhiêu không ạ? Hết mấy chục không? Tổng hết đá, chân đá, thật, tên máy 5 triệu. À chà. Đợt này căng giờ vậy. Căn bán là linh đắt bữa cái đợt lan này giờ. Tổng thì tôn này 350 mét. À chà tí. Giấy lên. Vâng, cái giấy để áp dụng. Thằng là chi la đó. Ok, án hết ạ. Cảm ơn. Vâng. Thuê bao xử lý có khoảng tầm 5-10 phút gì đấy thôi. Hôm qua là khách hàng chuyển modem anh em, cho nên nó bị gãy cái đầu phát ở trong cái tủ, gãy cái đầu phát ở trong gần modem ấy.
người lấy kiếm chai phai em nó rõ tên cho nhà mê nhà này cho tấn đi được á à dung chung nhá được cho nó bôi có cái phai căng nó ả đến rồi à ba cái tủ này là ở trên hệ thống đang giao vuốc anh em ạ. Giao vuốc để đóng củng cố. Để xem cái vuốc này nó có những cái thông tin như nào. mười hai giả soát xem cái tủ này như nào. 179 1212 này. Cái guốc này là giao 30 ngày anh em ạ. Cho nên là hôm nay ông chờ ngày hôm nay để chờ khi nào khu này có sự cố ấy. May hôm nay có cái sự cố ở đây cho nên là vào để kiểm tra lại luôn cái tủ thứ bao này. Tủ thuê bao này thì có mỗi cái là nó bị mất một cái một cái như này, không biết gọi là cái gì. Còn lại tủ này thì rất chuẩn rồi nhá. Đây, có mấy cái miếng dán của anh em dán nhưng mà nó không được chuẩn ấy. Một là nhà hình này, port 4, hải, port 2, su, port 8, lương, đây là port 8 này, đây, à đây trên hệ thống là port 5, cắm lại port 5 anh em ạ, 5 này. Đây là port 3. À port 6. Giao port 3 này. Hình như port này, hình như cái dây này là hôm trước vừa mới. Giao port 3 thật anh em ạ.
Ở đây là hiện nay là có 5 thuê bao. Một thuê bao chặn cắt. Hai bốn năm thuê bao. Vật 1, vật 2, vật 3, vật 4, 5, vật 6. Lương BV83. Đóng anh ạ. Chích lít này. Toàn bộ cảnh. Phía sau. Báo lỗi phía sau anh ạ. Một, hai, ba, bốn. Bốn đai rồi đi. Cái này là bị thừa đấy nhỉ. Gắn lên đây cho nó đẹp một chút. Quả sau kiểm toàn cảnh phía trước thể hiện được mặt tủ. Thể hiện dây.
20 tủ. Có cái vuốc này 20 tủ anh em. Trên đây toàn bộ cái quá trình mà đi xử lý một thuê bao bị lỗi ở trên hệ thống này nha. Thì video sẽ kết thúc tại đây nhé. Hẹn anh em ở video tiếp theo.